Sau hàng loạt những câu chuyện lùm xùm xảy ra khi Tina Tình cảm thấy bất mãn với bộ phim điện ảnh Mặt Nạ Máu mà mình tham gia với cả hai vai trò diễn viên và đồng biên kịch, việc cô tung ra ca khúc Đời Khó Đoán như một cách thể hiện những cảm xúc mà mình đang gặp phải khiến các khán giả cho rằng đây là ca khúc nhằm ám chỉ những người có liên quan trong sự việc vừa qua. Tina Tình cho biết MV Đời Khó Đoán chỉ đơn giản thể hiện những cảm xúc nhất thời của cô trong một giai đoạn của cuộc sống. Là tác giả, cô muốn chia sẻ những cảm xúc thật của chính mình thông qua âm nhạc nhằm tạo được mối liên kết và sự đồng cảm giữa người nghệ sĩ và khán giả. Tina Tình cho biết điều cô quan tâm là sự chia sẻ những cảm xúc chân thật của cô và sự đồng cảm của người nghe để giúp nhau cùng vơi đi nỗi buồn ấy. Cô tin bài hát không chỉ dừng lại ở mức là những chia sẻ của cá nhân mà còn là nỗi lòng muốn được bày tỏ của rất nhiều người. Hiện tại Tina Tình vẫn muốn tham gia điện ảnh nhưng chỉ với vai trò là diễn viên. Ngày xưa đã xa, quay lưng vì sao hỡi người để lại mình tôi nơi đây giữa bão giông. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ ổn.